Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Thanh Hóa, tháng 1 năm 2024, thời tiết thuận lợi nên hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, thời gian bám biển của người dân dài hơn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 18.678 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 13.119 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 5.559 tấn trong thời gian tới ngành nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết dự báo ngư trường chỉ đạo các địa phương chuẩn bị con giống và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ cùng với đó tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định